think I love you no more. You never seem to call me lately, but I don't think she knew me at all. Ê, giờ này chán quá à. Ê, đồ mình thi coi xem ai đẹp trai hơn không. Dạo này á, tao thấy tao cũng đẹp trai lên á. Ủa, tao thấy tao cũng đẹp mà. Mày tao lao quá à. Mày chỉ đẹp trai khi mà con trai trên thế giới này chết hết thôi. Trong nguyên đáng tao đẹp trai nhất rồi. Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu nữa. Nếu mà tụi mày muốn chứng minh tụi mày đẹp hay không á, mày coi ý này. Thấy bạn nữ ghê không? Đám của mình á, lần lượt từng đứa tới làm quen mày nó đi. Con mày nó nhận xét mình về mình như thế nào? Tại con gái á, nếu mà nó chơi mày xấu á, mày xấu thiệt, nó đã khen mày đẹp bình thường á, mày cũng đẹp bình thường thôi. Nếu như mà nó ngại nó khi nó thấy mày nó không cho nói chuyện á, nên là mày đẹp quá. Thì thử không? Hợp lý á, nhưng mà giờ ai mới là người thử trước? Để tao. Chào bạn, mày thấy mình đẹp trai không? Bruh. Gì vậy má? Tao như ma vậy, tha tao đi, tao còn có bồ nữa. Dạ, dạ, xin lỗi. Đó, mày thấy chưa? Chạy lần kia nó xấu rồi. Chào bạn, mình thấy bạn dễ thương quá, cho mình làm quen nha. Thấy bạn cũng đẹp trai dễ thương quá, có gì mình đưa Facebook của mình cho bạn nha. Thấy chưa, vậy là nó đẹp trai rồi, nó cũng dễ thương nữa. Cái mày nha, mình thôi. Run bitch, why are you running? Ủa là sao mày, sao nó chạy vậy? Tao cũng không biết nữa, tao cũng nằm trong lý thuyết. Nhưng mà nếu mà nó chạy gặp mày, nó chạy là mày xấu hơn Duy nữa. Man. Thôi lo gì ba, mà giờ nhỏ đi rồi tao đâu có ai thử đâu, nên chắc tao đẹp trai nhất đám mà. Mày điên à, thấy nhỏ trắng mà kêu. Ờ. Ra đi. Coi tao. Chào bạn. Sao bạn ngại ngại mím vậy? Mình biết là mấy bạn nữ khi mà gặp mấy bạn trai mà đẹp trai thì hơi ngại. Mà bạn đừng lo, mình cứ bình thường đi, không sao đâu. Buồn lắm em ơi, anh trách ta mà.